Kính thưa các đồng chí và các bạn, trong lịch sử đấu tranh ngoại giao của nhân dân ta, chưa bao giờ có cuộc đàm phán nào kéo dài như tại Hội nghị Paris từ ngày 15 tháng 3 năm 1968 đến 27 tháng 1 năm 1973, kéo dài 4 năm, 8 tháng, 14 ngày với 202 phiên họp công khai và 24 cuộc gặp riêng cấp cao. Cuối cùng, cuộc đấu tranh của nhân dân ta trên bàn thương lượng đã giành được thắng lợi. Báo Nhân dân số ra ngày Chủ nhật 28 tháng 1 năm 1973 đã in trên trang nhất những dòng chữ to, nét đậm, in hai màu đỏ và đen nổi bật. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã giành được thắng lợi vĩ đại. Hiệp định Paris đã được ký chính thức. Từ 7 giờ sáng nay, chiến tranh chấm dứt ở cả hai miền nước ta. Cuốn sách Các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ Kissinger tại Paris của tác giả Lưu Văn Lợi và Nguyễn Anh Vũ được nhà xuất bản Công an Nhân dân và Công ty Văn hóa Phương Nam phối hợp ấn hành năm 2002. Sách dày 719 trang, khổ 24cm. Là những nhân chứng lịch sử đã trực tiếp tham gia trong suốt quá trình diễn ra Hội nghị Paris, các tác giả đã phác họa bức tranh tổng thể toàn bộ quá trình dẫn tới hội nghị, được bắt đầu từ các cuộc tiếp xúc bí mật Việt Nam-Hoa Kỳ trước Hội nghị Paris. Phân tích âm mưu kế hoạch của Mỹ, quan điểm phương sách đối phó của ta, các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ Kissinger tại Paris theo trình tự thời gian diễn ra hội nghị. Nội dung cuốn sách gồm hai phần. Phần 1, cuộc tiếp xúc Việt Nam-Hoa Kỳ trước hội nghị Paris. Phần 2, các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ Kissinger tại Paris. Năm 1968, những cuộc đàm phán về vấn đề hòa bình tại Việt Nam được tiến hành với hai nhân vật chính. Đại diện chính quyền Hoa Kỳ là cố vấn quân sự, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Henry Kissinger, một học giả người gốc Do Thái, đã từng làm giảng viên tại Đại học Harvard danh tiếng, đồng thời là tác giả của hàng loạt đầu sách về chính trị và quan hệ quốc tế. Đối thủ của Kissinger hay đại diện của chính quyền miền Bắc Việt Nam là nhà ngoại giao Lê Đức Thọ, dĩ nhiên nhỏ bé và thua kém nhiều so với cố vấn quân sự Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cố vấn Lê Đức Thọ là nhà lãnh đạo tài năng, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông cũng là nhà đàm phán cứng rắn và đầy mưu lược. Kissinger, với bề dày kinh nghiệm và học thức, được kỳ vọng sẽ giúp người Mỹ áp đảo và nhanh chóng đạt được những thỏa thuận có lợi. Bản thân Kissinger, theo lời kể của những người tham gia thuật lại, cũng rất tự tin, đôi khi tới mức tự mãn trong các cuộc đàm phán. Thế nhưng thực tế đã không diễn ra dễ dàng như ông ta tưởng tượng. Từ năm 1970 tới năm 1973, đã có tới hàng trăm giờ đàm phán được ghi âm lại giữa hai người đàn ông khác biệt hẳn, từ quốc gia, sắc tộc tới hệ tư tưởng. Đó là những giờ phút căng thẳng, cân não và đã nhiều lần đi vào bế tắc do không bên nào chịu nhường bên nào. Theo thống kê từ năm 1968, đã có tổng cộng 24 cuộc gặp riêng cấp cao bên cạnh 202 phiên họp công khai, 500 cuộc họp báo, 1.000 cuộc phỏng vấn cho tới khi Hiệp định Paris được ký kết. Sau Hiệp định Paris năm 1973, cố vấn Lê Đức Thọ và Henry Kissinger được trao giải Nobel Hòa Bình vì đã thỏa thuận ngừng bắn, tạo điều kiện rút quân Mỹ khỏi Việt Nam, tạo tiền đề cho kết thúc cuộc chiến tranh đã tiêu tốn nhiều giấy mực của báo chí quốc tế. Tuy nhiên, cố vấn Lê Đức Thọ đã từ chối không nhận giải vì lý do ở Việt Nam lúc đó chưa có hòa bình thực sự. Hiệp định Paris về Việt Nam là kết quả của cuộc đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân ta ở cả hai miền đất nước, đã tạo ra bước ngoặt mới trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc. Cội nguồn thắng lợi của Hội nghị Paris là tinh thần quyết chiến, quyết thắng, là ý chí quật cường đấu tranh bền bỉ bảo vệ chân lý, giành độc lập, tự do của cả dân tộc Việt Nam. Cuộc đấu tranh này phản ánh đầy đủ sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trí tuệ của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam, dựa vào chính nghĩa của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Hội nghị Paris và Hiệp định Paris mãi mãi đi vào lịch sử cách mạng Việt Nam nói chung và ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh nói riêng như một mốc son không bao giờ phai mờ. Đọc cuốn sách, bạn sẽ bị thu hút bởi những câu chuyện về những chiến lược khôn khéo, vừa đánh vừa đàm, kiên quyết về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược của cố vấn Lê Đức Thọ trên bàn đàm phán. Ông dám bóc cả tim đen người đối thoại với mình. Ông đã vận dụng bài thơ học đánh cờ của Bác Hồ trong phương pháp ngoại giao của mình. Phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ,
kiên quyết không ngừng thế tiến công. Lạc nước hai xe đành bỏ phí, gặp thời một tốt cũng thành công. Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ, Thư viện Quân đội xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ Kissinger tại Paris